Tiếp tục series cho bé cuốn nhà hàng sớm ăn. Nó ngồi đợi ngoài này nè. Để đó chút xíu đó mới chạy vô ăn. À, thấy mình quay phim nó nhát rồi. Đồ ăn đây con. Ăn đi. Mình quay này nó không dám ăn luôn. Mình quay nó không dám ăn luôn. Chó cỏ mà đang nuôi con đó, nên nó cảnh giác cao lắm. Nhưng mà đói cũng phải ăn thôi. Tội nghiệp, chiều bữa nào cũng ngồi đó bên hàng rào ở đợi mình hết trơn. Ăn xong cái mình cho nó ăn, cái ăn xong cái chạy về cho con bú. Ngày nào cũng vậy hết. Thôi ăn ăn đi nghe. Tao không quay mình nữa đâu. Ăn đi. Ooh.